Kiệt Lê Bến Tre xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm lưới câu cá rô nha các bạn. Đây là chất liệu của mình nè các bạn. Này là của máy dập nha các bạn. Mình cũng mới kéo ra các bạn. Nhớ không các bạn, chưa có đi chùi cho nó sạch. Cái này là một ly đúng luôn nha các bạn, kéo được 20 cái gì đó. Cái này thì lò xo kéo. Đầu đàn hồi nó cao luôn, mà nó cứng lắm. Này câu cá rô cá trê là ok. Đem là được 2-3 cái. Này câu cá rô các bạn. Này phân rưỡi. Này dắt chứng kiến vô là để xuống dứt tiền nha. Thì mình cũng kéo được như đây, giờ mình đi đập các bạn ơi, đập đang cắt ngạnh. Nãy giờ mình cũng đập xong rồi các bạn ơi, bây giờ mình đang bằng cắt ngạnh nha các bạn. Cái này là lò xo kéo thép đen nha các bạn, cứng à. Này cái chê khoảng chừng ký là lôi phải ghe nha các bạn. Tại vì mình uống nó nhỏ thì nó có quát nữa đâu. Bây giờ mình đầu cắt ngạnh nha các bạn. Bây giờ mình đầu cắt ngạnh nha các bạn. Cái ngạnh uống là mình làm video này là hoàn thành một cái lưới câu cá rô luôn nha các bạn.
thì mình vỗ cái này trước các bạn. Đó, mình vỗ cái này trước rồi mình cắt ngạnh các bạn, cho nó ra cái ngạnh nó đẹp hơn các bạn ơi. Chứ mình cắt ngạnh trước mình vỗ này sau thì cái ngạnh nó ra nó không được đẹp gì mấy. Mình cắt ngạnh bằng vỗ kim cương không nha các bạn. Cái vỗ thường là vỗ nó lâu lắm, chứ nó không ăn, nhiều khi nó không ăn. Cái đợt này mình làm mình gửi về cho ông anh ở An Giang các bạn. Cái này làm được câu nữa, câu cái đu đồng thì cái cọng nó 1 ly thôi các bạn ơi. Những buổi trước thì mình làm là lưỡi câu cá rô phi. Bây giờ mình vỗ cái mũi là ra cái ngạnh như các bạn, mũi ngạnh luôn. Yeah.
Dạ. Vậy là xong cái mũi ngạnh, mũi ngạnh các bạn. Cái cọng này 1 ly nha các bạn. Để mình làm thêm 2-3 cái nữa mình uống cho bạn xem nha. Nhìn uống các bạn. Mấy cái nha nhỏ này uống từ từ thôi các bạn. Lấy câu cá rô nha các bạn. Cộng được 1 ly nha các bạn. Nó thì lấy câu rô mình đậm đi nhỏ nhỏ thôi các bạn. Nãy giờ mình uống được mớ rồi bạn ơi. Này là lưới câu cá rô nha các bạn. Nó là mình uống nhỏ nhỏ thôi các bạn. So với cái này nhỏ hơn chút. Cái này mình cũng làm bán luôn nha các bạn. Này mình đang làm cho ông anh ở An Giang các bạn. Lưới câu cá cái rô các bạn.
giờ làm đít nữa là xong rồi bà ơi. Làm cả ngày mà được mười mấy cái không ơi. Thì quay giéo chiếc lưỡi câu cá rô tới đây mình cũng xin kết thúc nha các bạn. Hẹn các bạn trong quay giéo tiếp theo của Kiệt Lê Bến Tre. Thì các bạn nào mà muốn mua thì có cái đường link ở dưới phần mô tả nha các bạn. Đường link Facebook của mình á, nhắn tin cho mình nha các bạn. Xin chào, tạm biệt.